Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin dịch Covid-19 trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 7 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại Việt Nam, Bộ Y tế nhận định tỷ lệ tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tăng lên. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều bệnh nhân không triệu chứng trở nặng rất nhanh. Đồng Nai thêm 155 ca mắc Covid-19 mới, đồng loạt xét nghiệm cho các F2. Đồng Tháp số ca mắc đã hơn 1.000, Cần Thơ nhiều F0 chưa rõ nguồn lây. Hà Nội thêm 13 ca dương tính mới, 6 ca liên quan đến chung cư Sunshine. Trên thế giới, Indonesia tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cho nhân viên y tế. Singapore trì hoãn kế hoạch mở cửa. Thành viên đoàn Nigeria tại Olympic nhập viện vì Covid-19. Moskva bổ quy định xuất trình chứng minh tiêm phòng tại các địa điểm ăn uống. Bộ Y tế cho biết tính đến sáng nay ngày 17 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.106 ca mắc Covid-19 mới, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm 1.769 ca. Đáng nói, thành phố Hồ Chí Minh có đến 378 ca là người tại khu vực có ổ dịch tới khám sàng lọc tại bệnh viện, còn lại ghi nhận trong khu vực cách ly. Tỉnh Bình Dương có 124 ca, trong đó có 92 ca là các trường hợp F1, 13 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 19 ca đang được điều tra dịch tễ, 43 ca ở Đồng Nai, trong đó có 28 ca là trường hợp F1, 1 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 14 ca đang được điều tra dịch tễ. 42 ca ghi nhận từ tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 38 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ, 4 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. 2 ca từ tỉnh Bình Định, 7 ca từ tỉnh Bình Phước, 3 ca ở An Giang, 34 ca ở Bến Tre, 2 ca ở Bắc Ninh, 2 ca ở Hà Nội đều là các trường hợp đã được cách ly, 6 ca ở Sóc Trăng có 2 ca là các F1 đã được cách ly, 1 ca có liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, 20 ca ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, 41 ca ghi nhận ở tỉnh Đồng Tháp, trong đó có 36 ca là các trường hợp F1 trong khu vực cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 1 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Cần Thơ có 4 ca, trong đó có 3 ca là trường hợp F1, 1 ca liên quan đến chợ Tân An. Các tỉnh Lâm Đồng, Phú Yên, Đắk Nông, Gia Lai, mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca. Như vậy, tính đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 46.292 bệnh nhân. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.020 ca. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 42.714 ca. Số bệnh nhân không qua khỏi là 225. Thưa quý vị, dù liên tục ghi nhận ca tử vong do Covid-19 trong nhiều ngày qua, nhưng diễn biến dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những dự báo sẽ phức tạp hơn. Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong tại thành phố có khả năng tăng lên trong thời gian tới. Đây là những thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định trong hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa diễn ra. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay việc điều trị cho bệnh nhân F0 tại Việt Nam vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tại một số tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ F0 theo dõi có triệu chứng trở nặng tăng lên, gần như là một gánh nặng rất lớn cho ngành y tế. Cụ thể, tỷ lệ tử vong hiện nay của cả nước là 0,55%, song tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tăng lên 0,6%. Đặc biệt, một số tỉnh thành tại Đồng Tháp tỷ lệ bệnh nhân nặng đòi hỏi hỗ trợ oxy, thở máy chức năng cao, ECMO ngày càng tăng, trong khi nhu cầu cần máy thở tại một số địa phương vượt quá khả năng đáp ứng. Về vấn đề này, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cho biết hiện chỉ có 10-20% bệnh nhân từ trung bình diễn biến nặng. Tuy nhiên, do số lượng ca mắc mới hàng ngày đông nên con số này tăng nhanh. Vì vậy, các cơ sở y tế phải chuyển từ bị động sang chủ động, nhất là nguy cơ thiếu oxy phục vụ điều trị có thể xảy ra cục bộ. Đa số bệnh nhân không có dấu hiệu bất thường tại thời điểm xét nghiệm dương tính, nhưng sau khoảng 6-7 ngày, F0 sẽ có triệu chứng bệnh nặng nhất và chuyển biến rất nặng nhanh. Những ngày qua, các bệnh viện dã chiến đã ghi nhận trường hợp những bệnh nhân diễn biến nhanh đến mức nhân viên y tế không kịp trở tay. Có trường hợp suy hô hấp ngay khi chờ làm thủ tục nhập viện. Chưa vào bệnh viện dã chiến, người này đã được chuyển đến bệnh viện hồi sức. Trước tình hình trên, nhu cầu nhân lực cho khối điều trị ca mắc COVID-19 hiện tại của thành phố là rất lớn. Ước tính trung bình khoảng 1.000 giường bệnh cần 200 thầy thuốc, nhân viên y tế. Số F0 vẫn có xu hướng tăng lên. Lượng y bác sĩ cần thiết cho khâu điều trị cũng tăng theo cấp số nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm 80% người mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, trong số đó 5% có dấu hiệu chuyển nặng. Trong 5% này, khoảng 30% sẽ chuyển biến rất nặng. Tính đến ngày 15 tháng 7, thành phố có 253 bệnh nhân đang thở máy, trong đó 7 trường hợp can thiệp ECMO. Thông tin từ CDC Đồng Nai chỉ trong sáng ngày 17 tháng 7, tỉnh này đã ghi nhận thêm 155 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Biên Hòa có 65 ca, chủ yếu tại các khu vực đã phong tỏa, huyện Vĩnh Cửu có 39 ca liên quan đến ổ dịch công ty Changshin. Riêng tại ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Chasin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu, hiện tổng số ca mắc tại doanh nghiệp này đã lên đến 74 ca. Ổ dịch chợ đầu mối Tân Biên, nhà trọ tại xã Long Tân cũng tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca dương tính mới. Theo đó, ngành y tế Đồng Nai đã triển khai xét nghiệm hàng loạt cho các F1 và cả F2 có liên quan, đồng thời xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh tại các chợ, khu nhà trọ và doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Tính từ đợt dịch lần thứ tư này, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai đã gần chạm ngưỡng 1.000 ca và đã ghi nhận 2 ca tử vong. Và lúc này, một số tỉnh miền Nam, nhất là tại Nam Bộ, đang có diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng. Tính đến sáng nay, số ca mắc COVID-19 tại Đồng Tháp đã là 1.082 ca. Cần Thơ đã ghi nhận nhiều F0 chưa rõ nguồn lây. Sáng ngày 17 tháng 7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, địa phương này đã ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể 26 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 10 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca trong cộng đồng, đều ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tiền sử tiếp xúc với người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và nỗ lực bao vây dập dịch, nhất là các ổ tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc và ổ dịch mới trong công ty tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Còn tại thành phố Cần Thơ, tính đến chiều ngày 16 tháng 7, tại đây ghi nhận tổng cộng 92 bệnh nhân mắc COVID-19, nhiều F0 chưa rõ nguồn lây. Thành phố đang đối diện với nguy cơ bùng phát số ca mắc trong cộng đồng những ngày tới, khi mà số lượng F1, F2 rất lớn và phân bổ nhiều nơi, lịch sử truy vết tiếp xúc rất nhiều người. Tương tự Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ cũng đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 3 trong số 9 quận huyện. Các quận huyện còn lại thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15. Địa phương này cũng vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế ưu tiên phân bổ khẩn cấp cho thành phố thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang liên tục tăng trong những ngày vừa qua. Đáng chú ý, toàn tỉnh Tiền Giang có 12 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Trong đó, chỉ trong ngày 15 tháng 7 và 16 tháng 7, Tiền Giang ghi nhận 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Tại khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan đến giáo viên coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông mắc COVID-19, bệnh nhân 44.302. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, qua truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn, tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Ba, Gia Lai là con gái của bệnh nhân 44.302 và 3 trường hợp tại tổ 2 phường Đoàn Kết, thị xã Ayunpa, Gia Lai. Tất cả đều liên quan đến ca bệnh 44.302 là giáo viên cùng hội đồng thi trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, huyện Iapa. Ngay khi phát hiện các ca mắc mới, lực lượng Sư 2 quân khu 5 đã thực hiện hỗ trợ việc phun khử khuẩn toàn bộ thị trấn Phú Túc, huyện Krông Ba. Trong hôm nay, tiếp tục tiến hành phun khử khuẩn huyện Iapa và thị xã Ayunpa. Đối với Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, nơi bệnh nhân mã số 44.302 đến khám sàng lọc, hiện đã khoanh vùng truy vết và xét nghiệm test nhanh cho nhân viên bệnh viện, với tổng là 241 trường hợp, kết quả âm tính. 4 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân này xét nghiệm PCR, kết quả cũng âm tính. Hiện đang tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định. Bệnh viện an toàn sẽ hoạt động lại khi đảm bảo điều kiện. Theo CDC Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm 13 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 trong sáng nay ngày 17 tháng 7, trong đó có 6 ca liên quan đến chung cư Sunshine ở quận Hoàng Mai và là F1 của nữ nhân viên ngân hàng Việt Tín Bank. Cụ thể, 6 ca bệnh là F1 của bệnh nhân nữ nhân viên ngân hàng liên quan đến chung cư Sunshine gồm chồng, con gái, mẹ, bác ruột, cháu và hàng xóm có tiếp xúc với bệnh nhân. Các trường hợp còn lại ghi nhận sáng nay 3 người là công nhân công ty SEI, 1 trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ thành phố Hồ Chí Minh và 2 ca chưa rõ nguồn lây. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội từ ngày 29 tháng 4 đến sáng nay là 376 trường hợp. Riêng từ ngày 5 tháng 7 đến nay là 117 trường hợp thuộc 5 chùm ca bệnh, bao gồm chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang, chùm ca bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, chùm ca bệnh tại An Mỹ, huyện Mỹ Đức, chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Hoàng Mai và chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh. Theo truyền thông địa phương, chính quyền Indonesia đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho các nhân viên y tế bằng vaccine của hãng dược Moderna, Mỹ. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Budi Gunadi Sadikin, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm chương trình trên 50 giáo sư khoa y đến từ Đại học Indonesia, FKUI và một số bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Sito Maguno Kusumo ở thủ đô Jakarta trước khi triển khai đối với tất cả nhân viên y tế ở các tỉnh thành cả nước. Với việc tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine Moderna, ông Budi hy vọng các nhân viên y tế sẽ được tăng cường hệ miễn dịch và được bảo vệ tốt hơn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, cùng ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia, Muhammad Effendi thông báo, chính quyền nước này đã quyết định gia hạn lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng BBKM khẩn cấp đến cuối tháng 7, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trước đó, nhằm kiềm hãm đà gia tăng đột biến của các ca mắc COVID-19, Indonesia đã bắt đầu triển khai BBKM khẩn cấp tại hai hòn đảo Java và Bali từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 7 và mở rộng ra thêm ở 15 khu vực khác từ ngày 12 tháng 7. Hôm qua, ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Khoa học Malaysia Khairy Jamaluddin thông báo sẽ sớm cho phép bán thương mại vaccine ngừa COVID-19 Sinovac do Trung Quốc sản xuất như một nỗ lực của giới chức nước này nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trong bối cảnh số ca mắc bệnh tại Malaysia vẫn đang tiếp tục gia tăng. Theo kế hoạch, vaccine Sinovac dự kiến được bán trên thị trường từ ngày 1 tháng 8 tới, sau khi chính phủ nước này hoàn tất việc tiếp nhận 15 triệu liều đã đạt trước đó. Thống kê của Bộ Y tế Malaysia cho thấy, đến nay nước này đã tiêm chủng được cho khoảng 39% dân số trưởng thành. Hiện Malaysia vẫn là một trong những quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 bình quân trên đầu người cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 24 giờ qua, Malaysia báo cáo thêm 12.500 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 893.300 người, trong đó có hơn 6.700 trường hợp tử vong. Chính phủ Singapore mới đây thông báo sẽ siết chặt lại một số hạn chế về việc tụ tập vào tuần tới, từ ngày 19 tháng 7 và có thể kéo dài đến ngày 8 tháng 8, sau khi có một số cơ sở giải trí vi phạm quy định, khiến dịch bệnh bùng phát trở lại trong những ngày gần đây. Theo quy định mới nhất, chỉ cho phép 2 người hoặc nhóm 5 người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine được dùng bữa tại nhà hàng. Bên cạnh đó, khoảng 400 cơ sở vui chơi giải trí ban đêm cũng được yêu cầu đóng cửa trong 14 ngày để kiểm tra. Sự gia tăng đáng kể của các ca COVID-19 liên quan đến các quán karaoke, vốn vừa được mở cửa trở lại, đã đẩy số trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày trong cộng đồng tại Singapore trong 15 tháng vào đầu tuần này. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 53 ca mắc mới, trong đó có 32 ca liên quan tới các ổ dịch tại quán karaoke. Thống kê cũng cho thấy hiện Singapore cũng đang tiến hành cách ly gần 2.500 người vì có liên quan đến các trường hợp mắc bệnh. Đồng thời, giới chức địa phương kêu gọi những người có liên quan đến ổ dịch tại các quán karaoke nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Theo truyền thông địa phương đưa tin, một thành viên của đoàn thể thao Nigeria đã phải nhập viện để điều trị COVID-19. Đây là trường hợp tham dự Olympic Tokyo 2020, đầu tiên phải nhập viện vì căn bệnh nguy hiểm này. Bệnh nhân trên 60 tuổi và không phải là vận động viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối ngày 15 tháng 7 vừa qua tại sân bay. Theo ghi nhận, người này chỉ có một số triệu chứng nhẹ, song phải nhập viện vì tuổi cao và có bệnh lý nền. Trước đó, Ủy ban Olympic Úc thông báo vận động viên quần vợt nước này Alexander Smirnov hiện xếp hạng 15 thế giới có kết quả nhiễm COVID-19 ngay trước khi lên đường tham dự Thế vận hội Tokyo. Trong khi đó, Liên đoàn bóng rổ Mỹ cho biết giấc mơ Olympic của ngôi sao bóng rổ Blake Pierce cũng có nguy cơ đứt gánh sau khi anh được xác định nghi mắc COVID-19. Trong một diễn biến vào cùng ngày, chính quyền địa phương cũng thông báo về trường hợp là vận động viên Uganda tham gia Olympic Tokyo 2020 bị mất tích khi đang tập luyện tại tỉnh Osaka. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp cùng cảnh sát nhằm nỗ lực xác định vị trí và tìm kiếm vận động viên này. Các sự việc diễn ra trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa là Olympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc. Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nỗ lực triển khai, siết chặt các công tác phòng chống dịch COVID-19 để Thế vận hội được diễn ra một cách an toàn và thuận lợi. Theo quy định mới nhất, người dân tại thủ đô Moscow, Nga sẽ không còn phải xuất trình mã QR chứng minh đã tiêm phòng hoặc miễn dịch với COVID-19 khi đến các quán cà phê, nhà hàng, quán bar từ ngày 19 tháng 7 sắp tới. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7, thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi tỷ lệ tiêm chủng ở thủ đô đã tăng đáng kể. Trước đó, với sự gia tăng mạnh trở lại của các ca mắc COVID-19, chính quyền Moskva đã quyết định áp đặt các quy định xuất trình mã QR tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trong thành phố từ ngày 28 tháng 6. Theo đó, những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng qua hay có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 3 ngày trở lại mới có thể đến những địa điểm trên. Mới đây, nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã nhất trí về việc cam kết sẽ đẩy mạnh tăng cường năng lực sản xuất cũng như cung ứng, phân phối vaccine ngừa COVID-19 như một trong những nỗ lực nhằm ứng phó với đại dịch. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp không chính thức theo hình thức trực tuyến của APEC được diễn ra vào tối ngày hôm qua 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Tại cuộc họp, Thủ tướng New Zealand, nước giữ chức Chủ tịch APEC năm nay, bà Jacinda Ardern đã khẳng định việc sản xuất và cung ứng vaccine COVID-19 là một nhiệm vụ cấp thiết, nhất là trong bối cảnh số ca mắc tại khu vực APEC lên đến 100.000 ca mỗi ngày. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này đã tài trợ việc thành lập quỹ phòng chống đại dịch, cũng như ủng hộ việc xóa bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Ông Tập khẳng định Bắc Kinh luôn sẵn sàng hợp tác với các nước khác nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn cho chuỗi cung ứng vaccine, đồng thời đưa ra lời cam kết hỗ trợ 3 tỷ đô la đối với các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc thành lập các cơ sở sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh các rào cản làm chậm tiến trình mua, sản xuất vaccine và phân phối vaccine cũng cần được giải quyết và dỡ bỏ. Đây sẽ là cuộc họp không chính thức đầu tiên của APEC được triệu tập bởi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhằm tìm cách ứng phó cho cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin sáng mai. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!